Ủa tự nhiên cái bệnh đâu bể vậy chạy? Trời ơi Thịnh ơi Thịnh, mày làm cái gì vậy? Trời đất ơi, mày điên hả? Mấy ngàn đô của tao. Anh Vinh ơi, không có liên quan tới em. Em đang dọn dẹp đây, cái bệnh đâu tự nhiên nó bể à? Trời, tao đấm vô trong mặt mày giờ tự nhiên sao được mà tự nhiên. Trời, anh không tin á, anh hỏi bao nhiêu người làm chứng nè. Mày nhìn coi có ai làm chứng cho mày được không? Ủa, đâu có trơn khách rồi ta. Bây giờ mày tính sao? Nhìn đây có ai làm chứng cho mày không? Có. Có em làm chứng cho nó nè. Cái gì nữa vậy cha? Em chính mắt thấy anh ném cái bình vô đây, xong anh bắt đền nó. Ôi, anh, sao anh là chủ cả mà anh chơi xấu lính vậy? Mày em tao mẹ nói đàng hoàng, mày lật tao mày. Lật cái gì? Em đang nói chuyện đúng thôi. Không tin á, anh check camera thì biết liền gì. Tao méo cần check camera. Mà bây giờ có tao cũng không check luôn á, làm gì ta? Sao anh nói ngang ngược vậy anh này? Tao không cần biết. Mày có hai lựa chọn. Một là nghỉ. Còn hai, tao lấy cái tiền thưởng Tết của mày tao bù với cái bình này. Anh ơi, tự nhiên bây giờ anh lấy tiền thưởng Tết của em mà Tết nhất lấy gì em xài? Anh đang cứu em với anh em. Sao anh ngang ngược vậy? Tao vậy đó rồi giờ sao? Bây giờ anh lấy tiền thưởng của nó, anh cũng biết hoàn cảnh của nó khó khăn mà. Bây giờ anh lấy tiền thưởng của nó, lấy gì nó lo cho vợ con nó, lấy gì nó ăn Tết đây? Thôi mày tốt không? Mày thích làm người tốt không? Thích làm người tốt mà lấy tiền mày đắp qua đi. Tao không cần biết. Suy nghĩ vô kỹ rồi trả lời tao. Anh Vinh! Này! Anh An ơi, anh làm ơn anh ăn nghỉ anh Vinh giùm em. Chứ em mà bị trừ tiền thưởng Tết là Tết nhất là vợ con em đói luôn á. Mày biết rồi, để đi. Tao không có để mày thiệt thòi đâu. Cái ông này nó làm sao á. Sao anh hai không làm vậy ta? Ủa? Cái này không dán lại hay gì vậy trời? Đâu có dán đâu. Anh ơi! Anh ơi! Cái gì ấm sầm mày? Cái gì đây? Anh hai dán lại hay gì vậy? Anh hai không có dán lại gì mà để đây cái bình này là làm sao? Bỏ xuống rồi mày. Bể đền 8-9 ngàn đô, không giỡn đâu. Cái bệnh này 8-9 ngàn đô. Vậy cái bệnh ở trên quán bao nhiêu ngàn đô? Mấy chục ngàn đồng. Là cái bệnh nó đồ giỡn này, mới đồ thiệt á hả? Sao anh hai làm gì vậy? Tao làm gì tao mới cắt thưởng Thịnh được thằng này. Anh hai thừa nhận luôn. Sao mắc gì tao sợ mà tao không thừa nhận? Ủa sao anh hai làm vậy? Tao làm gì chuyện của tao thằng này? Không, em cầm cái bình này lên hôm nay em phải nói cho thằng Thịnh biết. Em vạch mặt anh hai. Khùng cái gì vậy? Của người ta, muốn gì thì tự đi đi. Điên hả? Được rồi, lần này á em sẽ đòi lại công bằng cho anh Thịnh. Em không ngờ á anh hai lớn mà anh hai chơi như vậy á, em không nể anh hai đâu. Trời ơi, tốt bụng quá. Kìa, cầm đi. Cầm đi. Cái mày cầm mày cầm đi. Tiền đó là tiền ông Vinh, ông ngăn chặn tiền thưởng Tết của mày đó, cầm đi. Ủa mà sao anh có vậy anh em? Có đâu, cái cha tao hỏi làm gì. Cứ cầm đi, mọi trách nhiệm tôi chịu cho, khỏi lo. Vậy em giữ nha. Tao lấy lại nha. Dạ không. Em xin lỗi. Đưa thì cầm đi, mà đặt vậy em giữ nha. Thôi đi đi. Dạ. Tới chú vẻ. Dạ. Trời, tiện tao nói làm việc gì tốt cái. Người nó khỏe gì đâu. Dạ. Ai làm gì vỗ tay chứ? Tao nói ở đây mà anh An mình mà tốt số 2 là không ai dám giành số 1. Chứ sao? Trời ơi, mỗi tội ăn cắp tiền thôi. Cắp gì? Em ăn cắp rồi nào? Nè, cái số tiền đó em chỉ lấy của người giàu chia cho người nghèo. Đó là cái số tiền đó đáng lẽ là của nó. Anh hiểu không? Tao nói công nhân tốt thoại câu nào nó phản chiếu nội tâm câu đó. Chứ sao? Mỗi tội vẫn là ăn cắp tiền. Ăn cắp? Nè, em không có ăn cắp nha. Cái số tiền đó đáng lẽ là của nó. Anh hai mới là người ăn cắp á, anh hai chơi ăn chặn của nó. Em á là chỉ lấy số tiền nó đáng lẽ là của nó. Thằng nhỏ làm quần quật cả năm trời, rồi anh hai chơi anh hai ăn chặn tiền của nó, rồi còn đặt điều cho nó nữa. Nè anh hai làm như vậy á, anh hai đang vi phạm luật lao động và thêm cái tội là vu khống nữa. Mày hiểu không? Tao sợ quá. Mày nói xong chưa? Chưa. Tiếp. Xong rồi. Ở đâu à? Thì hết chuyện rồi, đi về chứ đi đâu, ngồi đây chị, bắn chết. Chưa có hết đâu, đứng yên đi. Muốn biết chuyện như thế nào thì theo tao, nhanh. Đâu nữa? Ê, không đi lấy tiền nhỏ lại nha trời.
Chơi vô quá vậy? Giỡn em đi đâu vậy? Muốn biết sự thật chứ gì? Mời công nhân tốt vô coi. Vụ gì nữa? Giỡn gì đâu mà... Nhà quan... Cái gì mà bù hoài vậy trời? Nhắn cuối nè mày! Chết luôn mày! Chỗ này! Anh ăn tiền của em mà sao anh lấy? Tiền là của mày! Hả? Tiền là của mày! Tao đưa tiền cho mày để mày làm cái trò này hả? Thôi mà trả tiền cho em đi anh em. Trả cái gì? Anh em, tiền này công sức mồ hôi của em đi làm có mà. Công sức mồ hôi của mày hả? Tao thấy mày hiền lành, tao mới cố gắng ăn cắp tiền của anh hai tao để đưa cho mày cái tiền thưởng Tết. Để muốn cho mày á, nhà mày, gia đình mày có cái đồ thịt kho mà ăn, có cái áo mới mà mặc. Vậy mà mày giờ mày cầm tiền, mày nướng cho đỏ đen vậy đó hả? Ủa mà anh, bây giờ chuyện của em lo được rồi, trả cho. Thôi gì? Không, còn lâu tao mới đưa lại cho mày. Bây giờ tóm lại là mày không trả đúng không? Tao không trả. Không trả nè. Ủa gì vậy hả? Anh em! Gì? Hả? Hả? Đi đâu? Trả tiền tao! Cho! Tự tiền tao giờ cũng tiêu rồi, lấy gì để chơi nữa? Thôi chơi tiếp đi. Chơi tiếp gì? Dán vừa rồi mày chưa trả tao tiền nữa, chơi tiếp gì? Mày không thấy tao bị giật tiền hả? Chứ tao không muốn trả đâu. Bây giờ chơi tiếp là tiền trao cho Mút, tao không nên nghỉ. Tiền bạc ở đâu mà chơi? Giật hết tiền của tao rồi. Thôi vậy nghỉ vậy. Ê ê! Mấy ông! Chơi kỳ vậy trời? Tụi bay nhớ tụi bay ăn tụi bay nghỉ nha. Tụi này trời, ăn còn nghỉ. Ông Ngân ơi, nghỉ. Tao tao mệt quá rồi, nghỉ xíu. Trời đất ơi, yếu như sên luôn á, chạy có chút xíu mà mệt. Chạy chép đi, nó dí theo tới nơi bây giờ. Giỏi quá, sao mà em xử nó đi để chạy chi vậy? Anh hay hay quá ha, ví dụ mà hai thằng em còn cân được. Tiếp là bốn thằng, sao em chở tay được. Trong khi em còn phải bảo vệ anh hai nữa. Sáng con mắt mày làm như tao vậy, tối ngày tao nói không chịu tin tao đâu. Nghĩ tao cầm tiền nó tao nuốt trôi lắm hả? Thằng Thịnh nó mặt nó lầm lì lì vậy chứ, nghiện cờ bạc con cây á. Thì ngay từ đầu ai biểu anh hai không chịu nói rõ ràng, giấu giấu con chi em hiểu lầm. Nói mày mày có tin tao đâu. Tối ngày vô khống tao ăn chặn 10 triệu của nó. Tao nói mày nghe nè, trời ơi, đưa 10 triệu cho nó chẳng khác nào quăng tiền qua cửa sổ. Trong khi Tết nhất tới nơi, vợ con đang cần tiền sắm sửa, nó đem đi chơi cờ bạc không. Tao định giữ rồi âm thầm đưa cho vợ con đó. Chị đó, đâu sống có mẹ vậy đi. Nó nói chị. Thằng này cái miệng nó thiệt luôn. Nè, mà nãy cũng lẹ tay, giật được cọc tiền rồi nè. Đây. Hay là giờ mình đem qua mình đưa cho vợ nó luôn đi. Trời. Từ đầu cũng vậy đi. Từ đầu tối ngày cứ anh đây, anh tới ngày là chị là bà bé là lao động. Chị biết rồi. Bây giờ đem qua chị nói vậy chị. Đá mày một đá bây giờ. Cái bệnh đâu tự nhiên bởi hả? Không chứ không mặt mày giờ tự nhiên mà được mà tự nhiên. Trời, anh không tin á. Anh hỏi coi người làm chứng nè. Có ai làm chứng mày được? Chờ khách là ta. Chờ mày tính sao? Chờ có ai làm chứng mày không? Có. Anh hai ơi, mấy cái quần lót của em đâu anh hai? Vô đi. Anh Tư cái gì? Có biết ai trong nhà đâu. Ủa? Mình có một quần mà. Mà ai nói vậy? Ờ, không sao. Em sợ quá à. Thằng mày. Chị gái, có mặc quần. Ừ, nó có mặc quần. Nó có mặc quần mà em. Có mặc quần. Có quần. Có mặc quần mà. À, dạ. Ai đây? Hỏi nữa, chị dâu tương lai, chào chị dâu tiếng coi. Cái gì chị dâu tương lai hả? Chà, em thiệt thất lễ quá. Ê, em chào chị dâu. Để chuộc lỗi, em vô em làm cho chị dâu tương lai của em đi nước nha. Em đi. Ok. Nhà có anh em nên thay bữa em thông cảm nha. Không sao đâu. Sau này em về nhà anh á, em lo tôm tất nhà cửa cho anh. Đây, em mời chị dâu tương lai của em. Mời chị. Chị cảm ơn.